Một chiếc xe để dành cho những ai mà muốn trở thành đại gia trở chân dài. Một chiếc xe Daewoo Lalot đời 2003 với cái giá chỉ ngang bằng một con Airblade thôi. Bên Abuja Moto vừa về cửa hàng xong. Và con này thì bác chủ bác ấy chăm chút nó cẩn thận quá, thành ra là vừa nãy em phải lừa mãi mới lấy được con xe này về. Một chiếc xe mang biển 28H6906 Daewoo Lalot đời 2003, lốp mới toàn bộ. Vâng, lốp mới mới thay đấy ạ. Rồi, dầu mỡ thay, dầu số thay. Còn điều hòa thì mới bơm ga. Nói chung là về là các bác chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Còn đồng sơn xe thì 100% là sơn cao may trắng nhá. Cái sơn này cao cấp, riêng con này đã độ lên chục củ tiền sơn rồi. Nội thất bên trong da thì trung bình. Vâng, mất 2 triệu bộ da. Còn đâu về chất máy số gầm bệ thì khỏi bàn luôn. Một chiếc xe đẹp vừa về cửa hàng. Một chiếc Daewoo Lalot biển 4 số 28H6906. Con này đã được độ lên gọi là cái gì nhỉ? Mở cốp điện này. Đấy, chìa khóa vặn thông minh này. Rồi vô lăng tích hợp, còi rất là to bản. Đấy, xe cứng cáp. Và con này thì bác chủ bác ấy đi con này, bác ấy đã tán được rất nhiều em chân dài rồi. Và bây giờ bác nào mà muốn trở thành đại gia tán được nhiều chân dài thì cứ em này mà diễn ạ. Vâng, người ta hay gọi là cái vía đó. Các bác chỉ cần một cái vía tốt thôi thì các bác đi một con xe giá nó chỉ bằng Airblade thôi, nhưng các bác có thể là tán được rất rất nhiều em chân dài nhá. Và một chiếc xe mà tán được chân dài thì có mặt ngay trước mặt các bác đây. Một chiếc Daewoo Lalot đời 2003, xe ngon, máy gầm chất. Và bây giờ thì em sẽ review chi tiết cho các bác để làm sao các bác yêu được chiếc xe này. Ngay từ phần bên ngoài thì các bác có thể nhìn là lớp sơn của xe thì đồng sơn đều. Tất cả nội ngoại thất bên ngoài đó, màu sơn đều căng. Và đều sử dụng là sơn trắng cao may luôn nhá, dòng sơn cao cấp. Và trị giá của bộ sơn này đến gần chục củ rồi. Và bốn quả lốp của chiếc xe thì trị giá cũng gần 7 triệu. Và đấy, lốp mới này. Đấy, xe cứng này, điều hòa mát này, máy gầm chất này. Thế tội gì mình không mua. Và các bác mua những chiếc xe này về thì tán được nhiều em chân dài. Thế thôi, nói chung là cuộc đời mình chỉ cần tán được nhiều em chân dài là rất là ok rồi. Một chiếc Daewoo Lalot đời 2003 mà led căng như là 2013, chứ còn em không dám bảo là 2023. Đấy, các bác nhìn này, nội thất bên trong xe vẫn còn tươi roi rói, da thì được bọc mới rồi. Và nói chung là máy gầm chất cứng luôn, vô lăng đẹp, vẫn còn như mới, không có bị lì mòn. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng vẫn còn tươi roi rói. Đồng hồ công tơ mét thì lăn bánh thì tương đối là nhiều, vì là bác chở đại gia thì bác lại toàn đi chở các em chân dài lên Đà Lạt hay cái gì nhở, người ta gọi là những cái chỗ nghỉ dưỡng ấy ạ. Bác đi chơi thế mới máu lửa chứ. Một con xe mà bác chủ phải nói là được cái là ăn chơi. Mà bác ấy có tuổi đấy ạ, năm nay bác ấy hơn 60 rồi, nhưng mà bác ấy vẫn tán được chân dài. Mặc dù em năm nay có 36, 37 thôi, nhưng mà em bảo đến tán chân dài em còn không đủ trình. Thế nhưng mà sao bác ấy tán giỏi thế ạ, một lúc mấy em cơ. Đúng là cuộc sống nó có khác các bác ạ. Và bây giờ thì bác ấy để lại cái xe này cho em. Một chiếc xe Daewoo Lalot đời 2003, tương đối là ngon. Đấy, đèn đóm còn sáng choang này bác ạ. Đấy, đèn vẫn còn ngon nhá. Ai chà, cái chỗ này, ái chà, chà, cái này thì ký kiểm tra. Đấy, chết dở rồi, mình lúc nãy không nhìn kỹ, bị bác ấy lừa cho cái, chết rồi. Đấy, thế còn đây là đèn nó sáng choang căng đét luôn này. Còn đèn gầm con này thì không có nhá. Một chiếc Daewoo Lalot số sàn ngon lành cành phà đào luôn. Đấy, sơn xi căng bóng rồi, không có lỗi. Tôn chỉ, úi giời, mỏng te. Đấy, cánh này, đẹp luôn này. Và con này em khẳng định các bác là bác nào mà có tiền chỉ ngang bằng tầm con Everlade 2 bánh thôi. Các bác đừng mua Everlade làm gì, mà cứ mua con xe 4 bánh này về các bác chỉ đổ xăng và chạy thôi. Rất là lành bền luôn. Đấy, máy gầm máy con này là 1.6 nhá. Ăn xăng tầm 6 lít trên 100 cây. Số móc, vâng, số móc, động cơ ngon, máy gầm chắc. Đấy, và trần này, các bác nhìn trần vẫn còn tươi roi rói này. Kính này, ngon nguyên. Và cốp điện nhá, này, lại còn có tả tem hướng dẫn này. Đấy, xịn hơn cái bọn xe mới bây giờ. Còn chỉ keo thì nói chung là theo năm tháng thời gian rồi, đừng tránh khỏi những cái khiếm khuyết khuyến mại rồi. Ấy chà chà, bác ấy bỏ của chạy người để nguyên cả một đôi giày Galabado Đô Sở, người ta hay gọi là đô đấy. Đấy, còn cốp sườn đây thiếu cái này là thiếu ấy rồi, thiếu lốp sơ cua rồi. Ấy chà chà, lấy cơ mải mua nhanh quá, cuối cùng lại bị bác ấy lừa rồi. Đấy, đúng là bác chủ bác ấy người ta gọi là quá là thông minh. Vâng, đấy, bác ấy lừa em mua con xe này, nhưng mà phải nói là con xe đẹp, em mê quá cũng bị lừa theo. Thế em chết dở như này, tôn nó mỏng này. Đấy các bác à. Đấy, còn đâu này, nội thất này tươi ngon như thế này không mua thì để làm gì. Ô, cánh lại không có à, con này cánh chỉnh cơ các bạn, người ta gọi là động cơ cơm. À, quay nào, ui giời, cái món quay tay này thì em lại hơi gọi là bác chủ bác bảo anh gì chuyên quay tay,
À không không quay tay mà anh chuyên quay điện đấy. Thế còn đây thì em phải quay tay rồi. Đấy, các bác nhìn này, chỉ keo đẹp luôn. Nói chung là xe thì theo năm tháng thời gian rồi, nhưng mà được cái chất của con này thì rất là ok. Có cả màn hình, điều hòa mát lạnh nhá. Thế nên là các bác về là không phải làm gì, không phải nghĩ, kể cả gầm này. Cho bác xem gầm. Đấy, các bác nhìn này, gầm đẹp luôn này. Đấy, gầm led căng như thế này không mua thì để làm gì. Vâng. Và máy động cơ con này làm động cơ 1.5, mức tiêu thụ nhiên liệu 6 lít trên 100 cây nhá. Vâng. Chỉ 6 lít trên 100 cây thôi. Rất là ok. Nào, đè cái nào. Đấy, đè cái lên ngay. Máy rất là ngon. Đấy, chả điều hòa lại mát nữa các bạn. Rồi, ta sẽ cùng đi ra khoang máy nhá. Vâng. Con này thì cho bác xem khoang máy ở chiếc xe này. À hôm nay bên đằng kia nó có cháy các bạn, đèn xì kìa. Đấy. Xe công an lại chạy qua rồi. Đấy. Đấy các bác ạ, động cơ máy Eltech 1.6 nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ rơi vào 6 lít trên 100 cây thôi. À đây, chống cabo lên cho các bác xem. Con này thì được cái là máy ngon, cam đơn. Đấy, động cơ cam đơn, máy ngon, khô ráo sạch sẽ. Không có lỗi lần này, còn chả có hơi thừa luôn này. Úi giời, xe ngon này. Con này thì thực sự là nói là các bác là không mua thì hơi phí. Chợ lái dầu đầy đủ luôn cho các bác nhá. Xe không lỗi, không có đâm va, còn nguyên này. Đầu răng tay đèn cũ theo năm tháng thời gian. Đấy. Ôi giời, một chiếc xe phải nói là hiếm có khó gặp luôn. Và đúng là chỉ có một bác mà bác ấy tán một lúc 5 em như vậy thì bác ấy chơi được thôi. Vâng. Còn ai mà muốn thông tin bác chủ mà tán một lúc 5 em thì alo cho em nhá. Em sẽ cho thông tin của bác chủ cũ này để các bác biết rằng là đúng là một đại gia hòa bình thì như thế nào. Một lúc tán được 5 em đi cùng một con xe. Vâng. Phải nói là đúng là người đại gia chất chơi, đại gia hòa bình. Vâng. Và những ai mà quan tâm những chiếc xe này với cái giá chỉ ngang bằng con Everest đấy ạ, thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926 nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe vừa nhỏ vừa lăng nhăng vừa khủng hoảng vừa tiết kiệm nhiên liệu cho các bác, để các bác đi lại cho nó yên tâm an toàn. Chở vợ con thì tuyệt đối là tuyệt vời. Nói chung là mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu. Bên em thì thu mua xe trên toàn quốc nhá. Và bác chủ ấy, bác ấy cũng thấy em bảo thu mua, bác ấy chơi hẳn bảo đấy chú lên Hòa Bình thịt được con này thì ok luôn. Thế là đấy, em thịt ngay con này về. Ok các bác, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.